thì vé tới số rồi. À, mấy anh, có phải là mấy anh đang theo vụ án hẻm Trần Cái Xương không? Đừng nói với anh đó, là em đang theo vụ đó nghe. Ủa, không phải bên em có người đã viết cái bài nào rồi hay sao? Sao lại bắt tiểu thư nhà ta xem như mấy cái chuyện mà người ta đã làm rồi? Liệu như vậy có ổn không? Anh nghĩ em là ai vậy? Em là phóng viên chứ bộ. Em không phải mấy cô tiểu thư hay nhõng nhẽo đâu. Đáng nể lắm đó. Không biết là hôm trước ai trong bệnh viện không bụt lu bụt loa. Anh, không ai nhờ anh lên tiếng đâu. Anh mà không nói, người ta cũng không nói anh câm đâu. Chết chú rồi nghe. Cảm ơn lời khen của người đẹp. Thôi, đừng có chọc Ngân Hà nữa. Quay lại vấn đề chính đi. Bên báo của em đã đưa tin trước, nên sếp của anh rất là bực mình. Nên lần này anh sẽ không thể giúp được em nữa rồi. Không sao đâu, em cũng có người cung cấp tin của mình mà. Với lại em cũng quen bên công an, không thua gì mấy anh đâu. Em mà điều tra kiểu đó thì mấy bọn tội phạm có mà trốn sạch. Ngân Hà nè, em tham khảo cho anh một số thông tin mà anh đã cung cấp. Để có hướng đi, tụi anh cũng mới điều tra thôi, chỉ có thể giúp em như thế này. Quang, có thông tin gì mới về nạn nhân không? Trong nạn nhân á, nghi ngờ Mười Lùng là một tay bảo kê. Còn cô em họ của nạn nhân á, thì nghi ngờ Bình Vũ Sư. Em họ nạn nhân à? Sống ở đó lâu chưa? Làm gì? Không dưới 2 năm, làm người giúp việc. Còn ông chồng lại cho rằng Mười Lùng có liên quan. Anh ta né tránh câu hỏi đó. Chị Bình với nạn nhân có quan hệ gì? Vũ Sư kiếm người tình. À, vậy theo hai anh, trong hai người đó ai có khả năng là hung thủ? Ê, hiện giờ anh với em á là hai đối thủ cạnh tranh, cho nên mình xin lỗi là mình không tiết lộ thông tin được. Hả? Anh à, thôi, tặng hai đồng nghiệp ở đây nè. Cảnh sát thì đang chú ý một trang sát thủ nào đó. Uống nước kìa. Một, hai, ba, chập. Một, hai, ba, chập. Một, hai, ba, chập. Một, hai, ba, chập. Mệt tôi chán quá, mấy chị nhảy tôi chán quá. Dạ, sao vậy anh?
trong các khóa học từ trước đến giờ. Tôi chỉ trông mong mong mỏi vào đợt học này thôi. Mà mấy bà mấy cô làm tôi thất vọng quá. Anh Bình à, đâu phải lỗi của tụi em đâu. Vậy là tại tôi à? Ý cô Hoa là vậy chứ gì? Không, ý của em đâu phải như vậy đâu. À, anh mời em, hồi nãy anh thấy em nhảy được đó. Anh mời em ra đây. Dạ. Bây giờ các em ngồi xuống và chú ý các điệu nhảy của Rumba nha. Các em chú ý nha. Một, chập. Một, hai, ba, chập. Một, hai. Một, hai. Một, hai, ba, chập. Một, hai, ba, chập. Đó, nó có như vậy thôi. Mời em về chỗ. Dạ. Các cô nhìn thấy chưa? Rumba là như vậy đó. Thôi, cũng tới giờ giải lao rồi. Mình nghỉ một chút đi nha. Dạ. Bữa nay tôi bị gì vậy bà ơi? Ông này bữa nay bị sao? Nhảy đâu giống ai vậy trơn. Tự nhiên cấu gắt. Tôi đây, Bình đây. Vâng. Không quá nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt. Sao anh? Bây giờ đi chưa? Anh có cho em đi theo không? Bà theo làm cái gì? Bà đi Thái Lan với tôi cả tuần lễ. Thằng chồng giang hồ của bà nó cho đệ tử cắt học tôi à. Anh yêu, anh sợ à? Em không sợ nó thì thôi. Mắc chứng gì mà anh sợ nó? Bà nói chuyện. Trên đời này có một câu tôi hết sức khoái. Là câu gì? Không có cuộc hy sinh nào là vô nghĩa. Bà cứ thử xem lại đi. Nếu như hôm qua bà đồng ý mua chiếc Bluebird cho tôi á, thì tôi nói thiệt á, thằng chồng bà có cắt họng tôi á, thì tôi cũng vui nữa. Tưởng chuyện gì? Hôm qua em đi rút tiền ngân hàng chứ có được. Nên hôm nay em sẽ lấy tạm bên bạn em để lấy xe cho anh nha. Có bao nhiêu đâu. Vô đi. Xin lỗi, anh có phải là Bình vũ sư không ạ? Vâng, chính tôi. Có việc gì không anh? Dạ. Bà ra ngoài xe ngồi đợi tôi một chút. Tôi nói chuyện xong rồi sẽ ra ngay. Ừ. Dạ thưa, xin giới thiệu với anh, tôi là Quang, anh họ của cô Hạnh, cô Ngọc Hạnh. Thôi đi. Cô đó từ lâu rồi tôi không có liên hệ với cô ấy. Tôi ngán đến tận cổ rồi, không có gì để nói chuyện đâu. Thưa anh, cô Hạnh bị sát hại, anh có biết không? Hả? Cái gì? Cô Hạnh chết rồi à? Vâng, báo chí đã đăng tải. Chẳng lẽ anh không đọc báo sao? Tôi có đời nào đọc báo đâu. À, mà vụ ấy có liên quan gì mà anh tìm đến tôi? Theo tôi biết, thì trước đây đã có một thời gian, anh và cô em họ của tôi đã có một thời gian kháng khích với nhau. Nên tôi nghĩ, nếu muốn biết điều gì đó về cái chết của em họ tôi, thì phải hỏi anh. Tôi có biết gì đâu. À, cách đây hơn 2 năm, cô Hạnh có đến đây để ghi danh học khiêu vũ. Rồi chỉ có thế thôi. Dạ, xin anh đừng có lo. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều thôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ giữ kín hoàn toàn cho anh nếu như anh yêu cầu. Điều gì? Theo anh, khả năng cô Hạnh bị giết là do ai? Đây là kết quả của một chút tình cảm của con Bụ Hạnh đó. Đó là lý do mà tôi ngán ngược mụ ấy. Vậy là cô ấy cho người chém anh hả? Vậy thì nói làm cái gì? Rắc rối lắm. Rắc rối là sao anh?
Con bộ ấy thì nói làm cái gì? Đằng này lại là bồ nhí của chồng cô ta, cho người xử tôi mới đểu chứ. Tóm lại, bất cứ thứ gì dính dáng tới vợ chồng của mụ đó thì tôi bái cả nón. Lại còn thế nè. Con bồ nhí của lão chồng tên là Thùy Chi, làm ca ve ở vũ trường 2000, mà cũng chỉ là một trong hàng tá bồ của lão mà thôi. Ai mà ngờ con nhỏ này lại là bồ nhí của lão ta chứ. Anh để em ngồi ngoài xe như con ngố vậy? Có chuyện gì mà lâu vậy? Dạ thưa chị, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Cảm ơn anh, tôi xin phép về. Có gì tôi sẽ gặp lại anh sau. Trời, còn phải gặp nữa sao? Dạ, chào anh, chào chị. Hồi nãy anh gọi phục vụ yêu cầu em phải không? Đúng rồi, em là Thùy Chi à? Dạ. Trước đây anh có gặp em chưa? Chưa lần nào hết. Vậy sao anh yêu cầu ngay tên em? Vì bạn anh giới thiệu anh thôi. À ra vậy, bạn anh tên gì? Thôi, em biết làm gì. Thì bây giờ em biết anh là được rồi. Em đẹp thật đó. Thảo nào. Anh chỉ khen cho em vui thôi, chứ em đẹp nổi gì. Sao bằng bà xã của anh ở nhà được? Anh đã có vợ đâu. À, mà lâu nay anh Nhân có ghé qua đây không? À, hóa ra bạn của anh là Nhân à. Ủa sao vậy em? Có gì phức tạp hả? Không, nhưng tóm lại ở đây nhắc đến anh ấy là không tốt. Vậy em có thể gặp riêng anh được không? Dĩ nhiên là được rồi. Anh không nhìn thấy các bạn em ở đây à? Ngồi bàn với khách có nhảy nhót gì đâu. Khi thỏa thuận xong là đi tìm bãi đáp. Bộ chủ của em không nói gì sao? Nói gì, tụi em là ca ve ngoài luồng mà. Có đăng ký đâu mà vũ trường sợ bị ảnh hưởng. Thật ra anh là ai? À, anh là bạn của vợ anh Nhân. Anh là bạn của chị ta à? Vậy thì chị ta như thế nào dưới mắt em? Lại càng không đúng. Vợ anh ta chỉ quen biết với giới giang hồ thôi. Cụ thể như thằng Mười Lùng kéo quen hiện nay đó. Anh là nhà báo đúng không? Có phải anh đến lấy thông tin vợ anh Nhân bị giết phải không? Những gì anh muốn hỏi em á thì em đã đều nói hết rồi. Thế này nha, em biết gì về vợ anh Nhân? Đó là một người đáng sợ, lằng nhằng phát khiếp, nhưng cũng ghen với ông chồng một cách bệnh hoạn. Ghen hả? Em đã từng bị cô ta thuê một người tạt một lon sơn vào mặt, kèm theo lời cảnh cáo lần sau sẽ là ca axit. Anh có biết người tạt lon sơn đó là ai không? Đó là thằng Mười Lùng, thằng chồng hờ của em hiện nay. Sao lạ vậy? Lạ gì đâu anh ơi. Bọn em có gương mặt đẹp và tuổi trẻ là phương tiện kiếm sống để tự bảo vệ mình. Tốt nhất là cặp với những thằng có thể hại đến mình. Đó là phương pháp hay mà. Như vậy còn Bình Vũ Sư thì sao? Thằng Đĩ Đực đó hả? Nó có liên quan gì tới em đâu. Chuyện nó bị thằng chồng hờ của em chém cũng vì vụ cô vợ trẻ của anh Nhân thôi. Em nói cô vợ trẻ nào nữa của anh Nhân? Chuyện này là sao? Thực sự bây giờ anh không hiểu. Thằng trai nhảy này cặp bồ với con mẹ nào đó. Mà cũng lạ, con mẹ này bỏ cả 100 triệu
thuê thằng Bình vũ sư đến cua em. Chẳng hiểu để làm gì khi cô vợ anh Nhân phát hiện ra, ra lệnh cho thằng Mười Lùng chém gã cảnh cáo. Tất nhiên lấy cớ là ghen với em. Mà ghen tuôn gì anh ơi, chồng hờ vợ tạm ghen cái nổi gì. Cứ hàng ngày cung cấp đủ tiền cho nó, là có đi ngủ cả trăm thằng trước mũi nó cũng chẳng sao. Em xem đi, người trong tấm ảnh này là ai? Là ai vậy anh? Ảnh này là do công an cung cấp. Hạnh là vợ của anh Nhân. Không, vợ anh Nhân trẻ hơn nhiều. Em đã gặp mặt rồi mà. Vậy người phụ nữ đã tự xưng là vợ của anh Nhân thật ra là ai? Sao? Hai siêu sao của tôi, công việc điều tra án mạng tới đâu rồi? Báo cáo sếp, theo như thăm dò thì bên hình sự đang tập trung để làm rõ về những bằng chứng ngoại phạm của các đối tượng tình nghi, đặc biệt là chồng của nạn nhân. Hầu như là không có dấu hiệu gì liên can. Mặc dù động cơ giết người theo tôi chưa thể kết luận, nhưng anh ta có vẻ không biết gì về việc này. Sao? Còn hướng thu thập bên cậu Hoàng thì sao rồi? Có gì tiến triển không? Dạ thưa có, nhưng mà càng lúc càng rối mù lên. Có thông tin gì mà lại rối mù? Dạ, em đã đến gặp ít người có liên quan đến cặp vợ chồng Nhân Hạnh này. Cuối cùng thông tin dẫn đến một người tự xưng là vợ của Nhân có mối quan hệ mật thiết với một tên giang hồ tên là Mười Lùng. Mà tên này đã thực hiện nhiều vụ bạo hành kiểu xã hội đen. Nhưng khi em đưa ảnh của cô Hạnh ra cho họ nhận dạng thì không ai nhận ra đây là vợ của Nhân. Vậy thì là ai? Cái người mà tự xưng là vợ Nhân đó? Không ai biết cả, chỉ trừ một người. Mà theo em á thì người đó khó tiếp cận và khai thác lắm. Mười Lùng à? Dạ đúng, chỉ trừ hắn. Hắn đã nhận tiền của cô gái này để dọa nhân tình của Nhân, và cũng chính hắn được cô gái này thuê để chém cảnh báo tên Bình vũ sư. Chỉ vì tên trai nhảy Bình này có chút tình cảm với Hạnh. Không lẽ không có cách nào để tiếp cận với cha Mười Lùng này hả? Thôi, cái chuyện này để tôi thử xem sao. Vô đi. Anh Hoàng, có bưu phẩm gửi cho anh nè. Cảm ơn em. Cậu Hoàng nè, coi chừng nghe, không kéo là bơm thư đó. Cái gì? Xưa nay á, cậu Hoàng chưa bao giờ nhận bưu phẩm có bơm thư như vậy á, là lần đầu tiên. Quá ra coi chừng cũng là lần cuối cùng á. Dạ, chẳng lẽ có bơm thư thật hả chị? Tôi giỡn với cậu cho vui thôi, chứ bơm thư cái gì. Cái này là bơm thư thật sao? Hay là di trùng bệnh thang? Sao cậu biết? Không mùi vị nè, có bụi rơi ra nữa. Nếu không là bơm, không di trùng bệnh thang, chẳng lẽ lại là thứ khác nữa? Cậu đã gửi rồi, vậy là cậu đã lấy bệnh thang rồi đó. Sợ lấy gì nữa, xé bưu phẩm ra luôn đi. Xé ra đi. Ít trò than của một thằng tộc Bạch. Từ Bình Hưng Hòa gửi, lần sau sẽ là trò tàn của chính anh. Đây là tờ tiền âm phủ có kèm theo lời hăm dọa. Anh có trao đổi với anh Phong về những thông tin mà cậu mang về.
có lẽ vụ án này còn rất nhiều điều bí ẩn. Khác hơn là một cái tên trang sát thủ. Điểm này rất là kỳ lạ. Không như những vụ án giết người không vì động cơ đê hèn, như cướp hiếp, trang sát thủ ra tay không có động cơ. Đằng sau kẻ thủ ác còn một ai đó có tiền bạc, đầu óc, và có thể là một nhân vật danh giá nữa là khác. Ban đầu chúng tôi nhận định là ông chồng, nhưng thông tin về một cô gái tự xưng là vợ của ông chồng nạn nhân đã nhiều lần ra tay đánh ghen, khiến chúng tôi phải chuyển sang một hướng điều tra khác. Có lẽ em phải quay lại nhà của vợ chồng Nhân Hạnh một chuyến nữa. Để làm gì? Em cũng không rõ nữa. Nhưng em có linh tính về khởi điểm của một tội ác không phải bên ngoài, mà chính ngay trong căn nhà của cô ta. Câu trả lời nếu có không ở đâu khác ngoài quá khứ của những người này. Phải xem đây là dấu hiệu của lời cảnh cáo. Vậy theo tôi, trong quá trình để thu thập thông tin, anh Hoàng nhà mình đã chạm tay vào một điều gì đó mà kẻ chủ mưu trong vụ án giết người đang lo ngại. Biết đâu là do một vụ khác từ lâu. Chúng tôi làm báo á, có rất nhiều người ủng hộ, hoan nghênh, nhưng mà cũng có rất nhiều người bầm gan tím ruột, rất khó để xác định được. Gửi bơm thư theo kiểu hù dọa trẻ con như thế này á, là trò của kẻ trình độ còn rất thấp. Tôi nghĩ là như kiểu Bùi Lùng, Rạch Đưng, Bình Vũ Sư. Nếu như là vụ lớn khác, kinh tế chẳng hạn, hẳn bên trong gói bưu phẩm này không phải là tro, mà phải là nửa kilo của chất nổ C4. Công nhận, muốn gặp anh khó thiệt đó. Nè, muốn gì thì nói đại ra đi, đừng có ốp ốp mở mở làm gì. Thất hứa quá nha. Mấy người định xong việc rồi rút đi luôn á hả? Không dễ gì đâu nha. Cô muốn sao? Chuyển lời của tôi với anh hai của anh á, nếu không giao hết số tiền còn lại thì đừng có trách tôi á. Mày đừng hâm dọa tao. Thì cứ thử đi. Đừng quên, tao đang nắm chứng cứ đưa tụi bay vào tù. Đây là cái đĩa ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại đêm hôm đó. Nếu như tao đưa cho công an á thì sao? Cứ thoải mái đi, tao còn bản gốc đây. Vậy mày muốn gì? Tiền và một vé đi Thái Lan. Vậy còn bản gốc thì sao? Yên tâm, khi nào lên máy bay tao sẽ đưa nó cho tụi bay. Được rồi, tao không quyết định được. Để tao nói chuyện với anh hai. Cho tụi bay 2 ngày. Nếu không, gặp nhau ở công an. Nó. Anh Bùi ơi, con nhỏ đó nó vô số quần áo rồi. Bây giờ tính sao đi anh? Không biết, chờ đi.
có một con nhỏ nãy giờ cứ bám tại ngoài, tụi bay dẫn nó đi cho đến tối. Dạ anh biết rồi, tụi dẫn nó vô hẻm nhà tao. Ủa, tụi nó đi đâu mất tiền người ta? Lần này tao cảnh cáo mày một nước tắm heo. Nếu lần sau mày còn rình mò chuyện của người khác, đừng trách ba má mày sao không nhìn ra mày nha. Ăn axit nha mày. Ok. Thôi. Em ơi. Dạ, xin lỗi anh tìm ai? À, cho anh hỏi là có một cô gái bị hành hung mới được đưa vào đây. Dạ, cô ta tên gì? À, cô tên là Ngân Hà. Dạ, có anh. Anh Quang, cô ấy nè. Hay quá ha, em mới gọi anh tới liền à. Hay cái gì? Lúc em gọi anh đang ở bến nhà rộng, anh phải chạy tới nè. Phải không á? Cũng tại em hết. Thôi không giỡn nữa đâu. Mà em có sao không? Em không sao. Tụi nó tạt nước gì đó, em không biết, nên em đến trạm xá kiểm tra cho yên tâm. Gọi các anh để cùng về cho đỡ sợ thôi. Ủa, mà anh Trình không có tới hả? Ờ, anh đi có một mình thôi. Anh Trình ở lại làm thêm. À, mà mấy hôm nay có người muốn ám sát sếp của anh. Hả? Nhưng mà không sao, chỉ là hù dọa thôi. Mà sao em ra cớ sự như vậy? Thì em theo dõi Mười Lùng đó. Em phát hiện hắn sai người theo dõi một cô gái, nên em đi theo bọn đó. Ai ngờ bị phục kích. Em cứ tưởng mình bị tạt axit rồi đó, hay là một thứ thuốc độc gì đó sẽ làm lở loét mặt em. Cũng may chỉ là nước dơ thôi. May hả? Biết là em liều lĩnh, nhưng mà liều lĩnh đến nước này á là hết thuốc chữa rồi. Em định một mình chống ma với A sao? Sẽ không có lần sau đâu. Còn có lần sau nữa hả? Cốc đồ bây giờ. Thôi, để anh đưa em về nhà. Anh khoan về đó. Chiều giờ em chưa có gì trong bụng hết nữa. Kiếm gì ăn đi nha. Ok, đi ăn. Anh Trình, tại sao Mười Lùng lại cho người theo dõi cô gái đó? Cái đó chú em mày á, thì hỏi Mười Lùng đi. Hỏi anh sao anh biết? Anh cứ đùa hoài. Mình không phải là công an thì làm sao mà Mười Lùng chịu nói? Chính lý do này á mà anh em mình mới ngồi đây nè. Ồ, xin lỗi nha. Dạ không có gì. Anh Trình, cho ba ly cà phê đá. Dạ. Mẹ tụi bay đúng là lũ vô dụng. Đã vậy, nó thông báo cho mình biết là tụi bay bị cô nhỏ nhà báo đó biết chỗ ở của đại ca rồi. Giờ mất dấu con nhỏ, giờ tính sao? Ngày mai sẽ liên lạc giao dịch. Lúc đó sẽ tính toán nó một lần cho xong. Con tranh đó, mẹ, nó dám tống tiền đại ca hả? Chán sống rồi con à. Mấy cậu chắc chứ?
Chà, gây đây. Thông tin như vậy làm sao bảo vệ cô gái được? Anh cho người hỗ trợ tụi em tớ 10 lùng, thế là khỏe. Ai chẳng muốn vậy. Có điều như vậy thì không thể nào tóm được cả đứng sau lưng 10 lùng, nên tụi này không tiện ra tay. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy làm sao đây? Yên tâm, bên công an tụi tôi âm thầm yểm trợ. Còn hai cậu là người ra mặt hỗ trợ cô gái đó. Alo. Được rồi, mà đem xe vô gửi trong bãi giữ xe ngay chốt dân quân đó. Để tiền trong cốp xe, nhớ là để chìa khóa trên đó, để tao mở cốp nó nghe chưa? Rồi. Nghe nè. Tốt, mày và thằng em của mày đi xe khỏi chốt dân quân đi, để tao kiểm tra coi đủ tiền không, sau đó tao giao hình và băng âm lại cho mày luôn. Đi tụi bay. Đi giúp cô gái đi, chạy lên. Chạy theo cô gái đi. Chắc con này là đàn em của Trang. Anh Hải, kêu tôi đi trước kia rồi. Thẳng đó. Được rồi. Nhanh lên mày.
Đó kìa. Trời chết à. Mày chạy hả mày? Chạy mày. Hoàng, cậu có sao không? Có chuyện tao á. Có sao không vậy? Sao anh cứ mặt đúng lúc quá vậy? Cậu có anh, chắc anh tiêu luôn với hai thằng này quá. Qua vụ này, đợt này, dù gì thì dù cũng phải tranh thủ học ít chiêu quá. Chứ còn gì nữa, nhà báo á là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới á. Đợi lúc chú gọi điện cho công an á thì hỡi ơi, xong rồi. Sếp gọi cho tôi á, nói phải đưa cậu tới bệnh viện. Chẳng lẽ sếp biết là hai thằng đó tới làm thịt em hả? Không, bảy là phó tổng biên tập thôi, chứ không phải là thầy bói. Đưa cậu tới bệnh viện á để gặp Trang sát thủ. Thôi, chúng ta đi. Cố lên. Đây là một vụ trọng án, cô cần trực tiếp báo với công an để được khoan hồng sau này. Thật sự không thể nhờ báo chí của chúng tôi để giúp được cô như là cô nghĩ đâu. Không phải tôi không tuân thủ pháp luật, nhưng tôi phải có cái gì đó đảm bảo chứ. Tôi không muốn hai bên đều truy bắt mình. Cô đưa ra vấn đề thật là khó giải quyết. Tôi biết sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao cũng cảm ơn bà đã tiếp chuyện. Chào bà. Ừ. Cái này á là để đảm bảo cho tính mạng của tôi mà thôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì á, bà cứ gửi qua công an, tức khắc họ sẽ hiểu. Chuyện gì vậy? Có một người đàn ông á dừng xe bất ngờ, mấy cô ta chạy mất rồi vậy. Gọi cấp cứu, gọi 113 luôn. Dạ. Chào anh. Chào anh. Xin lỗi anh, anh có biết một nạn nhân bị thương nào vừa mới nhập viện? Ở một trung tâm cấp cứu mà rộng như thế này, anh hỏi như vậy tôi cũng đành chịu thôi. À, chắc là ở khu bên kia, anh qua bển hỏi thăm thử xem. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì. Ủa, chàng nhân nói gì với anh vậy? Nhân nào? Thì người vừa nói chuyện với anh là tài nhân, chồng của cô Hạnh mới bị giết đó. Ừ. Vậy hả? Ừ. Cô gái bị thương chị đã bắn giữa ngực. Dạ đúng rồi. Ủa, anh Trình đi đâu vậy?
Dạ chào anh. Dạ chào cô. Xin hỏi anh tìm ai? Đây là em gái tôi. À thì ra là vậy. Bây giờ cô ấy đã vượt qua khỏi tình trạng nguy kịch rồi. Cảm ơn cô. Đây là chút quà. Mong cô đừng từ chối. Coi như là tôi cảm ơn cô đã chăm sóc em tôi. Người ta chết đi sống lại. Dạ thôi cảm ơn anh. Em không nhận được. Cô không nói, tôi không nói thì không ai biết đâu. Hay là làm phiền cô một chút nha. Có việc gì không? Cô mua giùm tôi cái bình thủy với một ít nước nước nóng nha. Dạ được. Làm phiền cô. Dạ. Dạ em đi. Đi. Anh Phong, anh coi nè. Sao tên này liều lĩnh quá vậy? Dĩ nhiên là y phải liều rồi. Lúc trang sát thủ đến tòa soạn để nhờ giúp đỡ đầu thú, hắn cũng đã liều để phục kích ở cửa, chờ bắn lén khi cô ta ra về. Nhưng có điều hắn không biết một chi tiết. Nếu hắn biết thì chắc chắn hắn sẽ hành động khác đi. Và tôi vẫn còn thắc mắc, nếu muốn giết người diệt khẩu á thì nó phải bắn trước khi vào tòa soạn, chứ sao lại bắn khi trở ra chứ? Có thể đơn giản là hắn chưa có dịp làm như vậy. Đừng có luôn nghĩ quá phức tạp mọi điều. Lúc nãy anh nói có điều gì mà tôi chưa biết. Điều gì vậy anh Phong? Cậu cứ nhìn lại người được gọi là trang sát thủ đi. Cô ta chết rồi hả? Ừ. Đúng rồi. Phát đạn giết chết cô ta chỉ sau 2 phút. Tôi phải thành thật mà nói, Thảo Nguyên đúng là nhanh trí. Chị ấy đã chuyển cô ấy đến bệnh viện như một người bị thương và thông báo cho tôi. Còn đề nghị một phương án tiếp theo, như mọi người đã thấy đó. Nhanh gì đâu thiếu tá ơi. Tại vì tôi coi phim hình sự nhiều quá đó mà. Ủa anh Trình, sao anh cười? Chiều này cô sếp làm cho tên nhân phải xuất đầu lộ diện, mà lại còn làm cho tôi phải khẩn trương chiến đấu với một tên sắp giết người để bảo vệ một cái xác. Hay thật đó. Không cười á, chẳng lẽ tôi lại khóc hả cậu Hoàng? Với ánh sáng chân lý trong hành trang cuộc đời. Đại ca em nghe. Với ánh sáng chân lý. Đây đó. Mà đây vừa lục vừa bập. Không ngại gì hiểm nguy. Những gánh vác gian lao. Mong đem đến nụ cười. Ngày bình yên. Lạch. Nhảy lên. Lên mày. Nhảy lên. Bước xóa tan bóng đêm mây mù. Đây là thẻ giữ xe của siêu thị 3 tháng 2 mà. Thắm trong niềm vui. Nhớ ngày tháng bước chân. Dạ, là bạn bình thường của mày là ai mà đến đây hỏi quỳnh đốc tờ? Tại sao tao không biết mặt mày? Những giọt nước mắt rơi bóng trong niềm vui. Anh cứu đi, anh cứu.